Chào các bác, thì tiếp tục sáng hôm nay thì em tranh thủ quay sớm để đi giao hàng cho các bác ở các tỉnh nha. Thì đây là cặp loa 4425 MK2 full thùng xốp. Em khui ra quay cũng giới thiệu đến em và cho bác khách ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh thấy được cái vẻ đẹp của đôi loa và cái tính chất mộc mạc đẹp của nó nha. Để trước khi giao hàng cho bác ha, mình quay cho anh em thấy luôn, tại vì lo mình bảo đảm hàng sau thì nó sẽ ok như vậy, không phải ngại ngùng. Thì đây là một đồng loa 4425 MK2 sử dụng bass 30 cm, một dép mà tay voi, có một vi tinh chỉnh. Thì dòng bass này là bass rất là được anh em ưa chuộng, nó nằm trong những cái loa là 100T anh em nhé, 100T3. Và đối với 4425 thì nó là một dòng kiểm âm, tiếng rất là hay, dòng rồ. Thì đây là khui ra để cho anh em biết thôi, chứ mấy cái dòng này thật sự rất là quen thuộc của anh em rồi. Và đặc biệt con này nó riêng từ A tới Z, có nghĩa là gân con này là thường về anh em thấy nó phải một nha. Con này là còn nguyên hiện hết nha, gân zin này, gân zin này, lưới căng zin hết tất tần tật này. Nói chung là tuyệt vời ở mặt trời cho anh em chơi luôn á, rất là đẹp nha. Đó, logo tem mác rất đẹp, đặc biệt là màu vân gỗ của nó rất đẹp, nguyên một bạc như thế này thì không còn gì để bằng cho một đôi loa. Mặc dù test mà em về được mấy cái hàng sản phẩm này phục vụ anh em các bác chơi nha. Rồi ở đây thì đây là các cọc loa ha, con này đánh PY này, em thấy không, chân gặt thì hoàng ghế hết, chân rất hoàng ghế hết, rất là tuyệt vời. Đó, lưng nè, lưng bọng là không có sức mẻ bể nào, tí tẹo nào cả ha. Bên đây cũng vậy, đây kiểu là quay để cho anh em mình tham khảo để biết hàng của em thôi, chứ mấy cái hàng này quá là tuyệt rồi. Thì em báo hàng đẹp là đẹp, khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải nghĩ ngợi. Và sau clip này thì em cũng quay luôn cái clip con cặp JBL CF150 để giao cho bác khách ở Hóc Môn nè. Cặp này thì giao cho bác khách ở quận 10 này. Rồi sáng nay thì em giao đi, sáng nay là sáng 23 Tết rồi, ngày đưa ông Táo rồi anh em. Thì sáng nay là em sẽ đi giao các nơi Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai thì Sông Mây, Hóc Môn, quận 10, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, và một con Amly, con Amly Luckman L590AX cũng có chủ về An Giang luôn rồi, có chủ về An Giang luôn rồi nha anh em nha. Đây rồi, và tới đây thì em cũng xin kết thúc clip nha anh em nha. Cặp loa quá tuyệt vời, quá đẹp. Rồi xin cảm ơn em.